tháng 1 năm 2014 thì tôi chụp cắt lớp 64, kết quả là động mạch vành phải đoạn 1 vôi hóa hẹp 10%, động mạch vành trái thân trung bình thường, động mạch liên thất trước thành mạch đoạn 1 và đầu đoạn 2 vôi hóa khoảng 20 28 mm, gây hẹp 30 đến 40 30 đến 50% động mạch mũ bình thường. Bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị cho uống giảm thuốc bộ thuốc giảm mỡ máu atorvastatin lisinopril. Uống những thuốc này một thời gian, xét nghiệm máu thì thấy men gan tăng cao, axit folic tăng cao. Tôi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ tim mạch khám, xét nghiệm và khuyên không cần uống thuốc gì, tôi chỉ cần uống thuốc huyết áp thôi. Hiện nay tôi đang ở tình trạng đi bộ khoảng 10 đến 15 mét thì thấy mệt và hơi khó thở. Ngậm 10 viên thiên sứ hộ tâm đan thì khó đỡ hơn. Nếu không dùng thuốc gì điều trị tim thì sợ bệnh này nặng lên. Xin bác sĩ Khải tư vấn giúp, ngoài thuốc hạ huyết áp Mikadis ra thì cần phải dùng thuốc gì nữa? Xin cảm ơn. Vâng, khi nào mà huyết áp cao thì phải hạ xuống. Nhưng mà khi hạ xuống rồi mà vẫn còn có khó thở thì phải là có chỉ định là mà phải. Nên bạn nên xét cái khả năng của mình đó. Sau khi điều trị tăng huyết áp, tôi nhắc lại, nếu điều trị tăng huyết áp mà bớt thì thôi. Nhưng nếu tăng huyết áp xuống rồi mà để vẫn còn không được, mà xét ra không có gì đến những gì khác ngoài đầu này thì phải làm. Mặc dù hẹp chưa tới nhiều. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.